13. Mẹ kiếp, cánh cửa này cũng khủng bố thật đấy. Không nhìn thấy gì ở bên trong cả. Cửa lớn đã đóng rồi. Nói như vậy chứng tỏ Khương Tiểu Dũng ở không sao. Hai người các cô. Hai cô là ai thế? Sao lại biết cái chỗ này? À, con gái à, chúng tôi là bạn của Tiểu Khương Tiểu Dũng. Tôi là bạn gái của Khương Tiểu Dũng đó. Anh Tiểu Dũng mà. Bên ngồi có hai cô gái, trong đó có một người xưng là bạn gái của anh này. Tôi nói tại sao tên khốn kiếp Tiểu Dũng lại đột nhiên thay đổi thái độ, hóa ra là đi tìm bạn gái mới sao? Tỉnh tỉnh, cậu đừng có mà thể hiện ra như thế chứ, đang là lúc cấp bách đó. Với lại người phụ nữ trên có một chiếc nỏ trong tay á, Lý Thủ Hùng có thể xử lý được không đó? Đừng lo lắng, anh ta mang theo mấy khẩu súng lục. Chỉ cần chúng ta mở cửa, anh ta sẽ có thể hạ gục Khương Tiêu Dũng rồi. Thôi tỉnh à. Văn Thục Nhã, các người tới đây làm cái gì thế? Tâm linh chi nhãn. Giờ anh Tiêu Dũng à, đều là bạn bè với nhau, chúng tôi tới thăm anh nó không được sao? Đang loạn thế này chúng tôi cũng rất lo lắng cho anh mà. Anh không lo lắng cho người ta sao? Lo lắng á? Tôi đoán không sai mà, cái tên súc sinh Lý Thủ Hùng mới chắc là đang đứng ở gần đây cái đúng không? Thế dẫn theo bao nhiêu người, mang theo vũ khí gì thế? Hắn ta, sao hắn ta lại biết thế? Khương Tiêu Dũng, ngươi bị điên rồi. Sao ngươi lại nổ súng vào bọn ta thế? Thôi tỉnh à, trong tay hắn có súng, cô ăn nói nhẹ nhàng chút coi, đừng có mà chọc hắn làm gì. Sợ cái gì chứ, hắn ta không dám nổ súng bắn chết tôi đâu. Không dám bắn chết cô sao? Cái đó thì cũng tiện lợi cho hai người rồi đó. Đó, nó là cái gì thế? Chẳng lẽ là người bị bệnh cúm điên đó sao? Bệnh cúm điên có thể hồi sinh người chết sống lại à? Tôi muốn các người sẽ chết trong miệng của bọn chúng. Lý Thủ Hùng, Lý Thủ Hùng à, Lý Thu Hùng à, cứu em với. Mẹ kiếp, sao ở nơi này lại xuất hiện người bị bệnh cúm điên thế nhỉ? Quay đầu xe lại, có kẻ bị cúm điên, mau lên xe đi. Lý Thu Hùng, ngươi là cái thứ chó chết, thứ khốn kiếp. Tôi không muốn chết như thế này. Tiện nhân, đợi đã. Thôi tỉnh, cái đồ khốn kiếp, con tiện nhân, mày mày sẽ chắc không được yên đâu. Người đáng bị như thế mà, người đáng bị lắm, đáng bị lắm. Nhiệm vụ uy hiếp thông thường hoàn thành. Hệ thống điểm tích phân cộng 10, điểm tích phân hiện tại 18 điểm. Bao hành nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ mới dọn dẹp đường phố, yêu cầu nhiệm vụ dọn dẹp người nhiễm bệnh và quái vật bên ngoài căn cứ, trừ 0%, điểm thưởng 10. Cái đám gia hỏa này cứ thế mà dựa vào không khí mà biến thành tăng thi rồi sao? Bây giờ chúng ta đã chính thức bước vào mạt thế rồi. Trong không khí có chứa đựng có một lượng lớn nguồn lây nhiễm từ dị giới. Người chết sẽ sớm biến thành tăng thi khi tiếp xúc ngoài trời. Ngay cả người, những người bị thương và còn sống yếu ớt cũng có nguy cơ bị biến dị cao. Hóa ra là như vậy sao? Triệu tập mọi người, chúng ta tiến hành họp. Vì vậy, trong 2 ngày tới, nếu không cần thiết, hãy cố gắng ở trong nhà đóng kín các cửa ra vào và cửa sổ để cơ thể dần thích nghi với nguồn lây nhiễm. Chỉ có như vậy mới có thể giảm nguy cơ bị biến dị xuống thấp nhất. Vậy, Xung Huynh anh ấy,